con máy bay cô chú đi, mai mốt ba về, ba làm xong ba về rồi trời. Con thầy con gặp cô chú nữa nha con. Mấy ba cô chú nữa kìa. Bé bố thương cô chú. Rồi. Dạ con. Bầu trời Cả Ly vừa mới chở bố bố về cả nhà. Nó ngủ xong rồi cho nó vô nhà thì mình tới anh Đạt với chị Ngọc, mình ngồi chơi chút xíu với anh Long nè, uống một hai chai bia để chút lên phi trường cho nó vô máy bay cho dễ ngủ chứ không có gì hết á. Chứ không thôi cái ngồi hả cả nhà, nghĩ ngồi 13 14 tiếng mệt lắm mà ngủ không được đó là chết luôn, cho nên là thôi ngồi chơi chút xíu rồi chờ tới giờ là mình tranh thủ mình ra mình phi trường luôn. Bầu trời Cali mà mỗi lần ghé nhà anh Đạt á, cả nhà, chị Ngọc á, là lúc nào cũng đi xuống đây đó. Đó, kiếm mấy cái đồ của chị Ngọc á, bán á, xong cái ăn cắp cái đem ngoài đó ăn, nhậu. Cái mẵng cầu, mứt mẵng cầu nè, cái này hôm bữa chị Ngọc có gửi qua cho Hà đó cả nhà nè. Cái này ngon lắm nha, nó có cái muối tôm trong đây luôn nè. Ăn nó chua chua, ngọt ngọt. Mà nó không chua mà cũng không ngọt nha. Còn cái gì ở đây? Công nhận luôn. Măng cầu, muối ớt. Trời ơi, hay quá. Đây, giờ cả nhà đang ngoài kia, mình vô đây mình lục cái tủ lạnh của chị nha cả nhà. Đây, cá mai rim. Cái này lúc trước bọn trời có quay đó. Cái này hả, nó ngọt ngọt mặn ngon lắm. Trời ơi, coi tủ lạnh nè. Đã chưa? Wow. Cái khô cá đuối nè anh chị. Lần nào mình ở đây cũng lấy cái hũ nè, nó có đây, trong đây nó có mắm me sẵn luôn nha. Nè. Cái này chỉ cần lột ra là quất thôi. Trời ơi, gì cá đục tẩm, cái này cũng ngon đó nè. Trời ơi quá trời luôn thôi, khô cá lóc nữa nè. Wow. Hô mực nè, hô mực con nào con nái chành anh luôn nè. Mắm dưa nè. Cái mắm này bữa ăn giòn giòn mà cái mắm mà mắm dưa gan á. Đúng không ta? Không biết phải không? Anh lòng anh khoái lắm. Khô cá ba sa. Trời công nhận luôn thiệt, đúng là hoa hậu khô. Nhìn vô chóng mặt luôn. Trời ơi. Bên đây, bên đây. Wow. Đây nè. Cái gì đây? Quá trời khô luôn anh chị ơi. Tôm khô kho quẹt nữa nè. Trời, đợt này chị Ngọc có mấy cái món mà làm sẵn đó anh chị. Cá kèo, kho tiêu nè, cá bóng kho nè. Mấy cái này mình chỉ cần bỏ microwave mình hâm là mình ăn thôi. Nhiều khi các anh chị làm neo á, không có thời gian nấu nướng. Cá lóc kho nè, ngon cực kỳ luôn nha. Bữa mình ăn nó cứng ngắt luôn. Mà cá lóc đồng nha, bên đây mình mua không bao giờ có đâu. Và họ đã kho sẵn và làm sẵn luôn. Mình không cần phải nấu nướng gì hết, tiện dễ sợ không. Anh Ngọc với chị Đạt á, lộn, anh Đạt với chị Ngọc, lộn, nói thành anh Ngọc chị Đạt luôn, hay thiệt á. Mới có uống có hai chai để lên máy bay ngủ mà giờ quán gà luôn, thiệt, mấy hôm qua mình không ngủ được luôn cả nhà. Mình cứ chập chờn, ngủ không được, rồi sáng phải dậy sớm cái mình đi mình lái xe qua đây, mình mệt quá trời mệt. Giờ chút xíu nữa lên máy bay ngủ thôi. Cả nhà ủng hộ anh Đạt khô chị Ngọc nha, ủng hộ cho những anh em thân thiết của bầu trời Cali. Anh rất là tốt bụng, anh chị Ngọc rất là tốt bụng, rồi cũng quan tâm cho bầu trời Cả Ly dữ lắm, cho nên là ví dụ mà thương bầu trời Cả Ly thì thương luôn anh Đạt với chị Ngọc, ủng hộ anh Đạt chị Ngọc để có những cái khô ngon thì là ngon để dành cho ở nhà sử dụng nha. Thì lần này em về anh Long có cần em đem cái gì qua ở bên Việt Nam thì cho em biết, ok. Anh Đạt cũng vậy luôn, anh Đạt có cần gì hay là có muốn liên hệ với ai hoặc làm gì đó thì báo cho em biết, em sẽ ở bên đó em giúp cho anh Đạt với anh Long. Anh thì chắc cũng không có gì đâu, tướng tại anh cũng mới Việt Nam qua đó, thì thôi biết hôm nay em về Việt Nam có chuyện gấp, ba mất giống như mẹ anh cũng mất khoảng chừng cách đây có 3 tuần anh cũng biết chắc tướng cũng buồn lắm. Thôi thì anh em hôm nay chút xíu nữa em ra phi trường
về lo cho đám tang cho ba cho xong đi. Dạ. Rồi có dịp thì trước hết cho anh chia buồn của em. Dạ, cảm ơn mẹ em, gia đình em và gia đình bên Việt Nam nhé. Dạ. Em về cứ lo gia đình trước đi, rồi có dịp em bút qua thì anh em mình gặp lại. Thì em ở bên đó thì anh em có cần gì cứ báo cho em biết nha. Anh Long có cần gì cũng báo luôn nha. Thì mấy anh em mình không à. Dạ, đợi qua nghe tin mày là tao cũng buồn. Thì có lần má mẹ anh Long mất đó, rồi cũng bên nhà cũ của em đó, em cũng thấy nghe tin đó thì cũng buồn. Anh Long cũng về không có được, vướng vô dịch chiếc tùm lum tùm la đó. Thì nói chung là anh Đạt, mẹ anh Đạt cũng vừa mới mất mấy tuần nay cả nhà, nhưng mà mình cũng anh Đạt cũng nói thôi, cái chuyện gia đình của anh Đạt thì mình cũng không muốn đưa lên mạng làm gì. Nhưng mà sẵn đây thì anh Đạt cũng vừa mới chia sẻ cho cả nhà, thì đây là một trong những cái chuyện mà hầu như là ai cũng phải trải qua ha anh Đạt ha. Rất là buồn cho cha mẹ mình. Làm gì làm thì cha mẹ mà cũng phải nói chung là thôi. Cảm ơn hai anh em đã em cũng có lần chia buồn với mày nha, rồi làm cho ông già yên ổn. Đây cả nhà thấy không, đây là một cái tấm lòng khi mà biết bầu trời Cali tối nay bay là anh Long anh nghỉ làm luôn để mà ở đây nói chuyện trò chuyện với an ủi, hầu như là an ủi đó do bầu trời Cali. Rồi bữa nay tối nay mình bay rồi, anh Đạt cũng vậy, rồi mình nói là mình ghé thăm anh Đạt chút xíu, rồi sẵn là mình ngồi chơi chút chờ tới giờ bay, thì ảnh cũng chuẩn bị lẩu này kia để cho mình ăn uống, để cho lên phi trường để cho đỡ đói. Đó là tấm lòng của những anh em. Thì các anh chị có yêu thương bầu trời Cali thì yêu thương luôn những anh em của mình nha. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Giờ còn khoảng 10-15 phút nữa là bầu trời Cali sẽ đi ra phi trường cả nhà. Tội nghiệp anh Đạt nè, gửi thuốc cho bầu trời Cali đem theo để đem về Việt Nam. Cái thuốc xanh này là uống cho ví dụ mà có bị cảm này kia uống ban đêm để ngủ, còn cái này ban ngày uống vô thì không có buồn ngủ, nhưng mà uống này vô buồn ngủ ha, màu xanh buồn ngủ, với thuốc Advil để mà lỡ mà có nhức đầu hay là sổ mũi gì uống vô nè. Thằng kia anh Đạt nhiều nha. Đó, những cái tấm lòng của anh em thì rất là quý luôn. Bầu trời Cali rất là cảm kích và rất là quý. Gửi cái chai dầu xanh mày còn ngủ lẹ. Bây giờ chị Mì chở và anh Long chở mình ra phi trường nha cả nhà. Mình tính đi Uber nhưng mà chị Mì nói chị Mì để chị Mì về sớm một chút đưa mình đi. Đó, tình cảm anh em cả nhà thấy không? Tình cảm anh em quý giá dễ sợ. Đó, anh em chỉ gần vậy thôi. Tại vì về sớm không được, bởi vậy cho nên em xin về sớm thôi, không có gì vậy được. Thì đó, xin về sớm thì ok đúng không? Dạ, nhờ có anh Long ốp bữa nay là mình thấy là rất là quý luôn á. Nhiều khi cái công việc làm nhưng mà ốp để mà đò tiễn bầu trời Cali vậy là mình rất là vui. Có chuyện buồn thì anh em cũng buồn theo mày thôi. Có giúp được cái gì giúp thôi, chứ sao giờ. Thì em đi theo lịch trình là khoảng 2 tuần em về. Nếu mà có công việc gì thêm thì tính sau, thì có gì anh em mình gặp lại sau. Ông đi mai luôn mày. Ông đi đổ xăng cái rồi. Đổ xăng đi, mình cho mình đổ nha. Làm anh giỏi nha. Thôi mày cũng đi ăn bệnh giùm tao. Nhớ ngoan ngoãn nha. Ghê, 9 giờ tối, hơn 9 giờ tối, 9 giờ rưỡi rồi. Hơn 9 giờ rưỡi luôn chứ. Mà còn đông vậy nè. Ok, hai anh em ở lại mạnh giỏi nha. Ok, bye nha. Thank you, thank you. Bên trong phi trường nè cả nhà, ở đông khủng khiếp luôn cả nhà. Ghê chưa, phi trường Los Angeles nè. Gần 10 giờ đêm mà đông vậy nè. Dễ sợ thiệt. Bây giờ kiếm cái hãng máy bay mình cần đi.
đã kiểm tra xong cái khâu an ninh cả nhà. Bây giờ sẽ đi tìm cái cổng. Cái cổng của mình là cổng số 153. Và bây giờ mình sẽ đi kiếm cái cổng mà đứng chờ khoảng chừng mà 1 tiếng rưỡi nữa là sẽ bay. Trong đây bán đồ hiệu cả nhà. Thường sân bay nào cũng có. Đây, đây nó có cái bảng chỉ dẫn nè. Ok, đi thẳng. Cái bảng ở trên thì nó chỉ xuống rồi quẹo trái ha. 148 đến 159 nè, quẹo trái. Buồn ngủ thì uống cà phê, có bán cà phê Starbucks trong đây này. Giờ mình đang ngồi chờ cả nhà, còn khoảng tiếng mấy nữa bắt đầu bay. Giờ cũng khá buồn ngủ ha, khá mệt. Vô máy bay sẽ họ sẽ phát đồ ăn, thường là hai cửa ăn. Từ chuyến bay này khá dài, hình như là 14 tiếng á, bay liên tục thì được hai cửa ăn. Ăn xong thì họ sẽ cho ngủ, thì mình nghĩ là nghỉ ngơi, lên máy bay nghỉ ngơi cả nhà. Phi trường này nó rất là đông ha cả nhà. Thì lúc mà kiểm tra an ninh á, thì cũng ok, tại vì nó nhiều cổng á, nó khá là nhiều cổng, tại vì nó đã chuẩn bị từ trước rồi, phi trường rất là đông thì nó cũng nhanh lắm, cũng không có lâu. Vô kiểm tra an ninh cái là vô cũng lẹ. Còn cái lúc mà soát vé đó, cái lúc mà check in á, cái khúc đó mới lâu nha cả nhà. Đó, ví dụ mà ID thì cẩn thận cái khúc check in á, thì mình gửi hành lý á, thì mình check in gửi hành lý cho nó hơi lâu chút xíu, chứ còn checkpoint thì nhanh. Thì mình sẽ có mặt ở phi trường Tân Sơn Nhất vào lúc khoảng 10 giờ rưỡi sáng ngày thứ bảy. Phía trước là cái cổng 153 cả nhà. Mình thấy là cái lượng khách ngồi ở đây rất là ít ha, vắng lắm, mà đa số là người châu Á. Thì hy vọng là cái chuyến bay này vắng người á, thì mình sẽ được một cái chỗ ngồi rất là thoải mái. Đó, có thể mình cũng có thể mình sẽ nằm ngủ được luôn, hy vọng là vậy nha. Từ chuyến bay dài vắng người thì sẽ sướng hơn nhiều, rồi đi restroom, đi toilet nó đi ra vô nó cũng thoải mái hơn nữa. Rất là vắng luôn cả nhà, nhìn nè, thấy không, lác đác có nhiều người đâu, mà không biết là người ta tới chưa tới hay sao. Mình nghĩ là còn nửa tiếng nữa là bắt đầu đi vô máy bay đó, mà thấy cái lượng khách rất là ít ha. Hồi nãy mình nhìn lộn nghe nha, cái chuyến bay này đông lắm nha. Người ta ngồi hai bên mà tôi nhìn có một bên nè, bởi đâm ra thấy nó vắng. Thực ra hai bên là đông lắm. Chuyến bay này hầu như là chắc mình nghĩ chắc ngạt chỗ luôn á, mà mình không có dám quay người ta. Cho nên là đây là chiếc máy bay mà chút nữa mình chuẩn bị vô, của hãng China Airlines. Ok, mọi người đã xếp hàng sẵn sàng rồi, 10 phút nữa sẽ vô bên trong. Thì hạng thương gia với hạng business được vô trước, còn mình là hạng gọi như phổ thông, ngồi tốt với đích rồi. Để có chỗ ngồi là vui rồi. Đây là chiếc máy bay thân rộng B777 nha cả nhà, chứ không phải là B737 đâu, mình lộn ha. Tự nó tổng nó rất là rộng ở bên trong ha đó nha. Ở với phía bên kia tổng cộng ngay cái thân của nó là tới 10 hàng ghế rồi á, tính nó chiều ngang á, rất là rộng. Rộng lắm. Thì kế bên mình đây có hai cái chỗ trống nè, chưa có người ngồi. Hy vọng đừng ai ngồi hết, tôi nằm đây cho đã. Thường thì những chuyến bay dài thì họ sẽ phát cho mình cái mền ha, cái mền giống vậy nè. Chiếc máy bay này có cái chỗ sạc pin ở dưới đây, sạc bằng điện ha. Còn cổng đây là cổng USB cũng sạc được ở đây luôn. Rất là rộng chiếc máy bay này, rộng lắm. Thì cái hãng máy bay này bắt buộc phải đeo khẩu trang khi lên máy bay ngay cả nhà. Còn ở ngoài phi trường á, ngoài phi trường hồi nãy á, là đeo không đeo thôi, nhưng mà tùy theo hãng ha. Nhưng mà vô trong máy bay là bắt buộc phải đeo khẩu trang, ngoại trừ ăn uống phải tháo xuống thôi. Hiện tại bây giờ đang là 12 giờ 20 phút tối ha.
ngày thứ sáu nha, có nghĩa là sáng thứ sáu đó, 12 giờ đêm đó, 1 giờ sáng đó. Theo thông tin mình coi rồi thì chiếc máy bay này nó có thể chở từ 301 cho tới 368 hành khách luôn, ghê không? Cho nên mình nhìn thấy nó rất là rộng rồi đó nha. Còn những cô tiếp viên ở đây á là họ mặc những cái đồ bảo hộ ha, che mặt nè, rồi mask nè, rồi những cái quần áo che lại để bảo đảm vào cái mùa dịch á, họ vẫn còn mặc những bộ đồ đó. Giờ mình chỉ giá cho đừng ai ngồi kế bên mình thôi, để mình ngồi mình cho khỏe. Phía trước mặt là có cái màn hình ha, đang đói bụng mà nhìn thấy cá mắm nhiều đó không vậy? Thường là những chuyến bay dài như thế này đó nha, thì máy bay nó phải đủ độ rộng lớn to để chứa những thức ăn nước uống cho hơn 300 hành khách. Thì thường là đi về Việt Nam hay là từ Việt Nam qua Mỹ là được ăn 2 lần ha cả nhà. Thì theo cái lộ trình chuyến bay này thì mình sẽ tới Taipei lúc 5 giờ sáng ha cả nhà. Quãng đường nó là 6.777 mai và tổng thời gian bay là 13 tiếng 25 phút. Sau đó mình sẽ chuyển qua một máy bay khác và thời gian mình chờ là 2 tiếng 20 phút. 5 giờ tới nè, thấy không? Mà dưới đây là 7 giờ 20 phút bay nè. Đó là khoảng 2 tiếng 20 phút thì sẽ đến Hồ Chí Minh City vào ngày thứ bảy 9 tây tháng 7 vào lúc 9 giờ 50 phút sáng. Thì trừ hao cái đi ra cổng nữa, mình nghĩ là khoảng 10 rưỡi, khoảng 10 rưỡi là mình ra tới cổng. Thì cái quãng đường mình bay cái chuyến thứ hai là 3 tiếng rưỡi, cái quãng đường là 1.382 mai nha. Họ phát cho cái tai nghe này cả nhà, để gắn vô TV này để coi phim á, có phim đây nè. Dù thích coi phim được thì coi, còn không coi thì ngủ. Mấy không gian hẹp này ngồi ngủ cũng mệt lắm nha, ngồi mười mấy tiếng rồi. Chuẩn bị cất cánh nha, chuẩn bị đi ra đường băng chứ quên, trễ nửa tiếng rồi đó mà chưa có di chuyển gì luôn á. Được ăn rồi nha cả nhà, đổ quá trời đổ luôn, chờ nãy giờ. Đây là thịt bò, khoai tây, có cái bánh này nè, bơ chi vậy đó, tráng miệng, rồi có chai nước suối nhỏ nữa. Thêm món nữa nha cả nhà, đây là mì với nhiều miếng bánh nè, đây là kem nha, dâu. Bay trước nhà cả nhà, ngủ được miếng cũng tỉnh nè, ăn được 2 lần. Đáp xuống đó xong rồi sẽ đi kiếm cái cổng, xuống đó chắc hút điếu thuốc, tại vì chỗ đó nó có những cái phòng hút thuốc cả nhà, mà phải tranh thủ nha, tại vì trong vòng có 2 tiếng thôi là phải kiếm được cái cổng và ngồi chờ. Sau đó sẽ bay về Tân Sơn Nhất. Bắt đầu vô đất liền rồi đó, ghê thiệt, nguyên một đêm nằm ngoài biển không.
hèn chi thấy lạnh lạnh. Còn mấy cái nhà này mà có trên núi kiểu này chắc tiền không anh ơi. Đẹp dễ sợ. Tài quan nha. Thẹp hay. Đáp xuống sân bay Taipei của Đài Loan như thế nào cho cả nhà mình xem nha. Bây giờ vô mây nè. Mây ở đây đặc keo luôn. Hay hả? Cánh máy bay hay hả? Đất rồi. Cái nhà mà từng khu nó khác nhau hết luôn. Ở nhà coi nè, toàn là chung cư không à.
Đó, thấy không? Nhìn anh nè. Đó, nhà cửa nó thưa thớt lắm, không có. Đó, nhà máy kìa. Chung cư không à? Ừ, chung cư không nè, nè, nhìn nè. Nhìn nè. Ồ, lạ thiệt nè. Ở chung cư không à, cả nhà ơi. Rồi, đang đi ra máy bay nha cả nhà. Thì những cái cô chú mà giống như là được đẩy đi đó thì sẽ ngồi lại chờ cho những người này xuống hết, sau đó khoảng mới có nhân viên lên và họ đẩy đi. Họ đẩy đi đến những cái nơi mà cần thiết. Đây là cái hạng thương gia nè cả nhà ha. Cái chỗ ngồi nó cũng khác đây nè ha. Nó rộng hơn chút xíu. Thank you. À, hàng thương gia là phía trên này thì nó rộng hơn, thì giá tiền nó cũng mắc hơn. Xe xe, thank you. À, mặc đồ giờ cũng còn mặc đồ dịch à, quấn tùm lum tùm la chứ. Rồi đi kiếm cái cổng thôi. Nguyên một cái chiếc máy bay này hầu như là người dân địa phương, dân đời của Đài Loan và người dân của Trung Quốc và có người dân của Việt Nam mình nữa. Có nhiều người Việt Nam ở trong chuyến máy bay này lắm, thì mình có nghe tiếng nói. Ở đây có một nhân viên, họ cầm một cái bảng transfer, họ có cái bảng Hồ Chí Minh CD ha cả nhà. Thành phố Hồ Chí Minh nè, thì mình đứng đây đó, họ dán một cái giấy giống vậy cho những người để đi về Sài Gòn ha. Giờ là những ai mà chuyển máy bay là được cùng đi theo chung phòng hướng đó cả nhà. Có một người hướng dẫn viên đứng ở trên cùng á, họ hướng dẫn và tất cả mọi người đều đi theo. Thì đa số ở đây là những người của quốc gia như là lân cận ha, vòng vòng châu Á mình, nói vậy cho nó gọn nói vậy cho lẹ. Họ kiểm tra an ninh thêm một lần nữa nha cả nhà. Vô cái máy quét an ninh xong rồi, sau đó là bây giờ đi tìm cái cổng thôi. Thì ai đi đâu mà đi đó. Trong cái nhóm này tổng cộng có 3 chuyến bay lần nha các bạn, 3 chuyến bay khác nhau. Gần tới giờ bay rồi mà vẫn chưa tới được cái cổng. Chán ghê, nguyên ai cũng đứng đây chờ họ chứ. Để làm việc kỳ quá. Quá trời người đứng chờ nè, Việt Nam có, nước ngoài có. Đó, Hồ Chí Minh City đó, họ đó. Ok con.
chuyến bay về Hồ Chí Minh City này cũng nhiều người nước ngoài lắm nha cả nhà. Có thể họ cũng sẽ quá cảnh ở Hồ Chí Minh City rồi họ sẽ bay qua cái quốc gia của họ có công trình. Hồ Chí Minh City. Rồi, Hồ Chí Minh đi xuống đây. À, đúng cái cổng này rồi đó. Chuyến bay từ Đài Loan này về Việt Nam khoảng 3 tiếng rưỡi nữa nha cả nhà. 3 tiếng rưỡi nữa sẽ tới Hồ Chí Minh City. Mệt quá. Giờ về khách sạn tắm rửa ngủ hoặc là ăn uống. Mà trên máy bay đã thèm mấy cái món đồ ăn của Việt Nam rồi. Đói bụng. Qua ăn được chút xíu đồ của trên máy bay cũng đỡ đói. Mẹ mình đã tới trước rồi ha. Rồi sau đó bầu trời Cali tới, mẹ mình ở trên Củ Chi á. Còn mình sẽ ở Bình Thạnh, từ xa quá chứ là mình không có xe. Chứ là mình ở Bình Thạnh thì mẹ ở Củ Chi, nhà của Ngộ Sơn. Thì ví dụ như bây giờ là đợi thứ hai bé Tuyết, bé Thanh sẽ về đến Tân Sơn Nhất à. Hiện tại bây giờ là án binh bất động, không có ai làm được gì hết á. Cho nên đợi bé Tuyết về thứ hai là bắt đầu cả nhà mới là họp vô để mà giải quyết cái chuyện cho ba à, cả nhà ha. Còn bây giờ thì tạm thời là nghỉ ngơi trước, bây giờ nó trái giờ đủ thứ hết. Rồi kiếm chỗ khách sạn của mình để mình ở. Cậu kêu lên cũng chia ở với cậu luôn mà mình nói thôi để bất tiện cho bầu trời Cali lắm, từ trên đó nó hơi xa. Với lại mình nhiều khi cái việc YouTube của mình đó là mình cũng phải đi tới đi lui này kia tùm lum hết trơn á. Cho nên là buộc mình phải ở hotel để cho nó thuận tiện cho mình. Và ở hotel nó cũng thoải mái nữa cả nhà ha. Mình muốn đi giờ nào mình về cũng được, cũng có người dọn dẹp nó cũng đỡ hơn cho mình nhiều. Chuẩn bị vô máy bay nha cả nhà ơi. Mệt quá. Chờ quá lâu quá đông luôn. Đây cái đường nó đi vô. Rồi. Đây là chiếc máy bay chuẩn bị bay về Việt Nam nha cả nhà. Đi vô cái cổng đó để đi về Việt Nam. Cái chiếc này cũng 777 luôn, giống chiếc này. Rồi 3 tiếng rưỡi nữa, go thôi.